cái vị trí móng nó nằm đây cho em xuống tí xíu ha. Tức là anh ngày xưa cái cầu ở đây á, đây là cái móng cầu nè, cái móng cầu dấu tích vẫn còn nè mọi người. Cái móng cầu đó rồi bắt qua bên đó, bên đây là phường 3, bắt thẳng qua bên đó luôn. Thẳng qua bên đó luôn là bên đó là khu chợ, rồi ăn uống bác bán đồ các kiểu ở đó. Đúng rồi. Xin mến chào các cô chú, các anh chị và các bạn thân mến. Cảm ơn các bạn đã, cảm ơn tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của chuỗi series đi lang thang thành phố Mỹ Tho của kênh Hoa Bảo Travel. Hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm 2023. Đang đứng ngay góc cái cây đèn xanh đỏ của chợ cũ, đây là đường Học Lạc, bên dưới phải ha. Hôm nay Bảo sẽ dẫn mọi người đi đến một khu vực trong nội ô của thành phố Mỹ Tho, đó là khu vực phường 3. Đây là chợ cũ ha mọi người. Hôm nay chủ nhật và giờ này thì mọi người vẫn buôn bán rất nhiều rồi. Hầu như con chợ này họ hoạt động 24/24 luôn. Ban ngày thì họ bán đồ ăn, nhu yếu phẩm. Ban thêm sẽ là hình thành một cái khu ăn uống. Hôm nay Bảo sẽ dẫn mọi người đi khu vực phường 3. Khu vực phường 3 hiện tại cũng thay đổi rất nhiều và hứa hẹn sẽ gợi nhớ lại một ít gọi là kỷ niệm của các cô chú anh chị nào đó ở vị trí nào đó ở khu vực này. Bây giờ thì mình vừa qua công an thành phố Mỹ Tho, tức là công an Vĩnh Hậu á. Bây giờ thì mình sẽ đi hướng cầu Nguyễn Trãi đi, rồi mình sẽ vòng vào cái khu khu phường 3. Mấy hôm nay thì buổi sáng trời hơi lạnh lạnh ha, tới trưa trưa thì cái không khí nó hơi lạ lạ, nó hơi đi thẳng lại vô chùa Vĩnh Tràng hả mọi người. Không khí nó hơi ngày ngày ngập ngập ấy. Đấy mà trong năm mà gần cuối những cái tháng cuối năm thì nó lại xuất hiện cái không khí này. Tầm đổ giữa tháng 10 trở lên thì bắt đầu xuất hiện cái không khí nó lạnh lạnh này, nó ngập ngập. Thì đó là cách của miền Tây chúng mình, miền Tây chúng ta nhận biết được là sắp sửa đến Tết. Trước khi Tết thì mình sẽ đón một cái mùa Noel, mùa Giáng sinh. Đây là đường Nguyễn Trãi nha mọi người. Đường Nguyễn Trãi cũng có một cái địa điểm rất là thú vị, để mình quẹo qua trái rồi mình sẽ quay cái địa điểm đó cho mọi người xem. Tại vì nếu mà đứng góc bên này thì mình sẽ không thấy rõ lắm. Qua trái. Qua trái mình sẽ quay cái hướng máy qua thì mọi người sẽ thấy rõ hơn. Ở gần chân cầu Nguyễn Trãi thì có một ngôi chùa. Đây là một ngôi chùa cũng nằm trong
những ngôi chùa cổ ở Mỹ Tho, đó là chùa Vũ Lâm ha mọi người. Chùa Vũ Lâm thì được xây dựng từ năm 1742 dưới thời chúa Nguyễn Phúc cho đến năm Gia Long á, năm 1803 thì có một vị nữ Phật tử, tức là bà ấy rất là giàu có và cho xây dựng cái ngôi chùa này á, bằng rất là nhiều loại gỗ quý. Hiện tại thì ở trong chùa cũng còn những cái loại gỗ đó xung quanh chánh điện. Lâu rồi Bảo cũng không có vào đây nên cũng không có biết là còn hay không, nhưng mà chắc chắn rằng cái vẫn còn, bởi vì nó có giá trị lịch sử rất là lâu và giá trị lịch sử rất là nhiều. Và lúc đó thì lúc cái thời đó là năm 1803 thì cái vị trụ trì là Hòa Thượng Tiên Thiện Từ Lâm. Cái tên Vũ Lâm á có ý nghĩa là, tức là cái ở trong cái ngôi chùa này hồi xưa cái lúc mà cái thành lập á, thì xung quanh cái ngôi chùa này á, có rất là nhiều cây gỗ quý nè, rồi cây thuốc nam rất là nhiều đó, nên á người ta cái vị sư trụ trì á, người ta mới đặt đây là tên chùa Vũ Lâm. Vũ Lâm có nghĩa là rất là nhiều loại cỏ quý đó. Lâm là rừng, Vũ là bảo bối đó, đại khái là vậy. Thì xung quanh cái khu vực này á, cái khu vực xung quanh chùa từ bên hông và sau lưng á, thì người ta gọi, hồi xưa ta gọi là xóm dầu. Xóm dầu là lúc đó là có rất là nhiều, để mình chạy vô trong chùa cho mọi người xem cận cảnh tí xíu, có rất là nhiều cây mù u. Mà các bạn biết là cây mù u á, họ chiết xuất từ cái trái á, thành một cái loại dầu mà để chúng ta đốt lửa, để chúng ta đốt đèn dầu á. Là cái thời đó là người ta sử dụng đèn dầu và là dầu mù u rất là nhiều. Thì mọi người thấy bây giờ thì xây cái cổng là rất là lớn, rất là đẹp rồi. Nhưng mà ở phía trong á cũng còn cái cổng, mà cái cổng chính ngày xưa đẹp lắm. Để mình chạy một vòng nhẹ nhẹ thôi chứ không có vô trong được. Nếu muốn vô trong thì phải gửi để xe, đi bộ vô thì không có thời gian trong ngày hôm nay. Đây là cái cổng cũ nè mọi người ha. Cái cổng từ xưa tới giờ. Sau này thì các vị ở chùa họ mới xây dựng thêm, cho rộng rãi thêm cái cối sân. Chúng ta quay ra ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi khu vực phường 3. Bây giờ là khoảng 15 giờ. Mười lăm giờ ba mươi phút rồi, tức là 3:30 chiều. Mình sẽ đi khu vực phường 3 cho mọi người xem. Phía bên trái hiện tại là một cái con đường họ mới mở. Họ mới mở vài năm gần đây thôi, chứ ngày xưa thì cái con đường rất là nhỏ xíu à, và rất là xấu. Và hầu như cái khu vực phường 3 này ngày xưa là một cái khu gọi là khu sớm nhà lá đó. Nó đơn giản sớm nhà lá, không phải người ta nghèo mà là nó họ chưa, lúc đó họ chưa phát triển. Ở đây có cái lò bánh không mọi người ha. Cái lò bánh người ta chuẩn bị bí nè, để người ta làm mứt Tết đó. Cứ vào những cái tháng cuối năm là tầm tháng 11, tháng 10 trở lên thì đâu đó mình đi trên những cái con đường mình ưa nghe những cái mùi mứt. Bên kia là cầu Nguyễn Trãi ha mọi người. Cái con đường này họ mở mới sửa lại đây thôi.
rất là đẹp, rất là khang trang. Nhưng mà hồi xưa thì rất là nhỏ. Bây giờ mình sẽ quẹo qua hướng bên cầu Nguyễn Trãi, bởi vì ngay chân cầu nó cũng có một cái con đường để quẹo vô xóm Dầu. Nhưng mà hôm nay á, mình không có vô xóm Dầu, thì chỉ gợi nhớ có cho một người thôi. Tức là Mỹ Tho vẫn còn đâu đó những vị trí còn nguyên vẹn. Cho mọi người dễ nhận biết ha, dễ nhớ ha. Thì ở dưới chân cầu có một cái đường vòng qua, mình vòng dưới chân cầu đó, thì mình sẽ đi vào khu vực phường 3. Và khu vực phường 3 cũng sẽ có rất là nhiều cái kỷ niệm mà Bảo vẫn còn nhớ đến bây giờ. Đặc biệt là khi nhắc đến thì bảo đảm với mọi người ai cũng sẽ nhớ. Đối với những cô chú lớn tuổi và cái lứa tuổi cỡ 8X như mình. Đấy, bây giờ mình quẹo qua. Ở đây có quán ốc ha mọi người. Buổi chiều quán ốc này cũng rất ngon ha. Rất đông. Mình quẹo qua đây ha. Chưa mát mẻ hay chưa? Sở dĩ mà Bảo muốn chọn cái cung giờ này để mình đi ra đây á. Đây, đây mọi người xem. Đây là cầu Nguyễn Trãi, dưới chân cầu Nguyễn Trãi ha mọi người. Lúc này thì nước ròng rồi. Thấy nước đang ròng. Thường thì vào giờ này nước đã lớn rồi. Và không khí của cái lúc mà nước lớn á, gió thổi mát lắm. Bảo muốn chọn cái thời điểm này á, vì cái thứ nhất là mát mẻ. Với lại cái khu vực phường 3, đặc điểm của khu vực phường 3 thì vào giờ này nó có một cái không khí rất là lạ. Đây, con đường này là họ mới mở lại ha, mới mở ra động. Hồi xưa cái khu vực phường 3 này nó nằm coi như là nó nằm trong một cái khu gọi là ọp ẹp á, khu mà sâu á. Bởi vì cái lúc đó là chưa có phát triển. Rồi sau này á, Bảo nghe nói là cái dãy dựa mà ở tập 1 á, cái dãy nhà sàn cuối cùng á, là dãy dựa đó, họ sẽ dời vào đây. Đó, nhưng mà Bảo chỉ nghe phong phanh vậy thôi. Nhưng mà không biết lý do sao là họ không bao giờ vào đây nữa. Và cuối cùng thì cái khu phường 3 này là hình thành một cái khu... cái khu gọi là định cư mới đó. Bây giờ trong này phát triển lắm, nhà cửa rồi mọc lên rất là lớn nè, rất là đẹp nè, có những cái khu nhà rất là xịn sò. Mình đi vòng 13 đi, mình đi vòng phút này chút xíu lại ở đằng kia, mình sẽ có những cái kỷ niệm mà nhắc lại thì không có quên được đâu. Ở phía bên phải mình á, để mình xích lại gần cho mọi người xem ha. Có chỗ nào có khoảng trống á, cho dễ mọi người thấy. Ở đây đi. À, tức là đối diện nè, mọi người thấy không? Là ngày xưa là có một cái bến đò, người ta gọi là cái bến đò Hồng Vũ hay là Hồng Vũ á. Thì cái bến đò đó nó hoạt động từ lúc 7-8 giờ tối, tức như là từ 19 giờ hơn á, thì nó sẽ hoạt động, và hoạt động cho sáng hôm sau. Lúc đó thì cầu Nguyễn Trãi ha mọi người, đẹp hay không? Giờ này thì nó thơ mộng, nó yên tĩnh. Cái lúc đó thì các bạn trẻ ở Mỹ Tho á, mà vào buổi tối đi chơi xong á, thì chúng ta hay ghé ở khu chợ Mỹ Tho ăn uống, ăn bánh bèo, ăn xôi mặn, rồi sau đó thì thường hay ra đây uống cà phê. Để mình đi gần lại cho mọi người xem ha. Đây có cái đường đi xuống.
Đó, ngay chỗ mà cái cầu thang đó, mọi người thấy rõ không? Xa quá, với lại cái GoPro này mình không có chế độ zoom. Không có chế độ zoom lại. Chút xíu nữa thì mình sẽ vòng qua kia để cận cảnh cho mọi người xem. Là khu bên đó đó, là ngay chỗ cái cầu thang đó. Là lúc đó là có cái bến đò với lại một cái quán cà phê. Rồi xích lại chỗ mà chiếc ghe đang đậu ha. Chút xíu nữa mình lại ở chỗ đó mình nhắc một điểm nữa là mọi người sẽ nhớ liền. Giờ này nước nó cạn nên thấy được cái rác. Rác và rác. Phía nước lớn thì ở đây mát lắm. Rồi, mình đi vòng phường 3 ha. À, dạo này thì phường cái khu này phát triển rồi, nhà cửa mọc lên rất là nhiều rồi. Và cũng thu hút rất là nhiều hộ. Và họ cất nhà sinh sống ở trong đây cũng rất là đông. Nói chung thì phường 3 bây giờ đang phát triển ha mọi người. Phát triển nhiều hơn xưa nhiều. Hồi xưa mà nghe nói phường 3 thì ở cái khu trong này nó ọt ẹp lắm. Nó gọi là ở trong sâu á. Để mình đi kiếm đường vòng qua. Ở trong đó ngôi trường ha, ngôi trường học Hoàng Hoa Thám, mà ngôi trường đó ngày xưa là của người Hoa. Đó cũng là một cái dấu tích của người Hoa đã từng có mặt ở trên mảnh đất Mỹ Tho này, cũng là một cái điều minh chứng cho những cái điều mà mình nói ở cái tập 1. Bây giờ thấy không? Mọi người thấy không? Có một quán cà phê nè, cà phê xe đẩy nè. Đó, chiều cái người ta dọn ra bán, ngồi ở đây ngắm sông, ngắm gió, hóng gió cũng rất là mát. Đây cũng là một cách kiếm tiền chân chính vào cái thời mà kinh tế đang suy thoái đang lúc này. Rồi, bây giờ mình chạy một vòng nhẹ nhẹ ha. Rồi sau đó mình đi từng điểm. Ở đây còn đất trống nhiều lắm mọi người. Ai mà hello con. À, mát mẻ hay không nên chiều mấy đứa nhóc ra đây nó chạy xe. Thấy không, đông ghê không mọi người. Nhà cửa nè. Rồi nói chung trong này sung, cũng này sung lắm. Đây nè. À, ở đây còn những cái mảnh đất trống để mình tìm một cái địa điểm nào đó mà để xác thực cái lời nói của mình cho mọi người biết là ngày xưa cái khu phường 3 này nói cho dễ hiểu là một cái khu nói sao mà không cho nó. Ở đây thì người ta xây những cái chắc có thể là cái công viên, nhưng mà hiện tại thì có những cái băng đá thôi chứ cũng có chưa có hoành tráng. Có những cái băng đá thì chiều không mát nè, nghĩ đây là một cái hình thức của cái công viên thôi chứ chưa hình thành. Để mình tìm một cái địa điểm nào đó, một cái vị trí nào đó mà để minh chứng cho cái lời nói của mình nó là ở cái khu vực này từng là một cái khu nhà lá. Đó, gọi đơn giản vậy đi, khu nhà lá thì các bạn dễ hiểu rồi. Lúc đó thì chưa phát triển nên cũng đây nè, đây là một cái khoảnh đất trống ha. Đấy. Ai Mỹ Tho mà có cần mua nhà thì vô đây nha. Mình thấy thì hiện tại có phân lô nè. Vào đây mua một căn nhà ở rồi, cất cái nhà nhỏ nhỏ thôi. Cũng mát mẻ, yên tĩnh. Nhiều lắm. Rất là nhiều. Đất còn thưa nè, chưa có ai ở nữa nè. Quán cà phê ha mọi người ha. À, quán cà phê cũng có lý à. Quán cà phê có rất nhiều đồ cổ. Đây, phía bên trái mình nè. Để mình dọc qua cho mọi người xem nha.
phía bên trái mình là một cái sau lưng một ngôi nhà. Nhưng mà đây, cái ngôi nhà này chính xác luôn. Đây là phía sau, tức là ở bên cái khoảng đất này nè, từng đã có một cái ngôi nhà nhưng người ta đã giải tỏa rồi, thì bây giờ nó sẽ lồi ra một cái căn nhà phía trước, có nghĩa là hai cái nhà nó đầu đích với nhau, thì khi cái nhà trước họ giải tỏa họ đi rồi thì sẽ lồi ra được cái mặt sau của cái nhà, thì các bạn nhìn vào có thể biết được là ở khu này từng là một cái khu nhà lá sập sệ, rồi sau này khi mà họ giải tỏa thì nó có thay đổi phát triển như bây giờ, chứ nếu mà không có giải tỏa thì vẫn còn là nó nhếch nhác lắm. Rồi mình vòng lại ha, vòng lại cho mọi người đi qua một cái nơi nữa. Từ ngày mà cái khu vườn ba này giải tỏa thì nói chung thì người dân cũng đã có rất là có lợi. Họ sẽ, cái thứ nhất là họ được giải tỏa đền bù nè, cái thứ hai thì họ được vô tình lôi ra mặt tiền luôn đó. Cuộc sống buôn bán làm ăn nó sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ mình quẹo qua một cái đoạn đường mà có tên là Hoàng Hoa Thám. Cái con đường này á, từ bao nhiêu năm nay á, cho đến hiện bây giờ á, nếu đi thẳng thì mình ra cái đường Học Lạc ha mọi người. Là cái khu này là một cái gọi là sao ta, một khu lò bánh tức là bánh trung thu á, là cái khu đường Hoàng Hoa Thám. Đặc biệt là cái đoạn này thì có rất là nhiều cái tiệm làm bánh trung thu, tiệm lò bánh trung thu, thì ở ta tức là bánh trung thu người ta sản xuất ở trong này luôn, là những cái lò bánh nằm ở trong này. Và hiện tại thì lai rai ở đâu đó vẫn còn cái lò bánh như đây. Như lò bánh Minh Tâm nè, bên tay phải mình nè, à, mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo nữa sẽ là một ngôi chùa. Đây, lò bánh Minh Tâm nói chung là hình như là bao trọn hết khu này rồi. Đây. Mọi người thấy lò bánh Minh Tâm không? Tiếp theo nữa là một ngôi chùa, đó là chùa Trân Minh. Và ngôi chùa này cũng là một trong những ngôi chùa xưa, một chùa lâu, lâu đời ở Mỹ Tho. Và đặc biệt thì ngôi chùa này ở trong đây người ta có một cái cách trị bệnh rất là hay. Mà hồi lúc nhỏ Bảo cũng có hay bị cái chứng bệnh đó, và vào đây các sư thầy họ trị bệnh đẹp lắm mọi người. Bây giờ sửa rồi, khang trang hơn rồi ha, đẹp lắm. Nói đến ngôi chùa Trân Minh thì chắc mọi người cũng biết rồi, mình cũng không cần phải nói cho rõ là bị bệnh gì đâu ha, tại vì ở Mỹ Tho chỉ có một cái ngôi chùa để trị cái bệnh đó thôi. Nhưng mình không tiện nói ra cái bệnh đó, thì tất cả mọi người mà ở Mỹ Tho mà có em nhỏ hay ai đó mà vô tình bị mắc cái bệnh đó thì sẽ biết ngôi chùa này. Nói chung thì nó không phải là bệnh hiểm nghèo, nhưng mà cái bệnh đó trong đời ai cũng phải mắc bệnh một hai lần, nói chung là vậy. Rồi tiếp tục mình đi thẳng vào cái khu này, phường 3. Là cái con đường này là con đường chính của khu vực phường 3. Đâu đó Bảo sẽ chạy từ từ, và đâu đó sẽ gợi nhớ cho những cô chú anh chị nào mà có thể dễ nhận biết được.
Bây giờ thì thay đổi và phát triển nhiều rồi, nhà cửa thì cũng đã khang trang hơn rồi. Đôi khi thì cũng khó có nhận biết được là ở điểm đó từng có cái gì nhưng mà có một điểm ở cuối cái đoạn đường phường 3 này, cuối con đường Hoàng Hoa Thám này, mà đối với cô chú các anh chị lớn tuổi nè, rồi tiếp theo nữa là những cái lứa tuổi cỡ Bảo ha, thì sẽ biết liền. Hồi xưa Bảo bật mí một ít nha, ngày xưa ở đây có một cây cầu, ở đến đây mọi người nhớ chưa, có một cây cầu để bắt qua cái khu chợ Mỹ Tho. Mà khu chợ Mỹ Tho lúc đó là nó rất là sụp sệ chứ không có khang trang như bây giờ. Hiện tại thì cái chợ Mỹ Tho cũng đang là sửa chữa rất đẹp rồi. Để mình có dịp thì mình ra mình quay cho mọi người xem ha. Phường 3 thì nhắc đến phường 3 thì sẽ có một cái điều đặc biệt nữa, đó là cái cây cầu mà bây giờ dấu tích vẫn còn đây. Đây nếu mà đi thẳng không mọi người, bây giờ thì người ta đang có mấy anh đang làm cái gì đó, nhưng mà mình sẽ có thể xin một ít thông tin được không ta. Đây nè mọi người thấy không, ở trong này có một, đã từng có một cái cây cầu nó nằm ở đây. Đấy, người ta làm việc. Chắc mình phải vô mình xin phép họ quay một ít quá. Chứ hồi xưa ở chỗ này thì có một cái cây cầu để bắt qua bên kia. Em chào anh. À, cho em phiền anh chút xíu, tại vì em đang ghi hình, em muốn tìm cái một ít thông tin mà ngày xưa ở chỗ này nè đã từng có một cái cây cầu, anh nhớ không, đúng không, là một cây cầu mình bắt qua bên đó đó ha. Tức là em làm một cái kênh video để gợi nhớ những cái ký ức mà đã, những cái địa điểm mà đã mất rồi của thành phố Mỹ Tho. Anh hiểu em không? Hiểu, nhưng mà mình đâu biết nói làm sao. Mình không sao, tức là lý do điều kiện là em phải là, tức là em xin phép anh cho em ghi một chút hình ở đây để kiểm chứng là ngày xưa ở ngay chỗ này nè có một cây cầu bắc qua bên kia, gọi là cây cầu mới, phải không? Tên đúng rồi. Anh có ngại xuất hiện trên video không? Ừ. Anh có ngại không? Đây em đang quay nè. Thôi anh không có dạ. Anh tên gì? Hả? Anh tên gì? Anh đi lại đây đi, hơi ồn. Dạ. Anh tên gì? Anh Tèo. Anh tên Tèo hả? Tức là anh ở đây lâu chưa? Thì ở đây là nào giờ mà cha sinh mẹ đẻ ở đây mà. Dạ. Em thì cũng người Mỹ Tho nè. Em thì năm nay chắc năm nay là em 8X đời đầu. Bốn mấy rồi? Bốn mấy? Dạ, em 43. 43 nhỏ hơn anh. Dạ. Tức là cái thời của em á, thầm lúc đó em tầm mười mấy tuổi á, là em nhớ là ở đây có cái cầu đi qua, rồi mẹ em á thường hay dắt em đi qua đó. Tức là đi qua bên đó có một cái quán hủ tiếu chai nữa, phải đúng không? Ngày xưa bên đó là cái khu chợ Mỹ Tho. Chợ Mỹ Tho. Đúng rồi. Lên mình vừa bước lên là ngày xưa là cái quán hủ tiếu của bà Bảy Bò. Đúng rồi. Bà hủ tiếu nằm phía bên tay. Tay phải. Mình. Mà bước bà lên cái xích lên trên là tới cái cửa hàng cúng gỗ. Dạ đúng rồi. Kế tiếp lên trên là cái trạm thế. À. Trạm thế ngày xưa của Mỹ Tho mình. Nhân chứng sống này nha mọi người. Rồi cái tiếp là quán hủ tiếu Chị Nhẫn. Dạ. Đó ai đi là lại là quán hủ tiếu Chị Nhẫn. Đúng rồi. Em ưa ăn cái quán hủ tiếu của cái bà. Cái bà Bảy phải không? Bà Bảy bò mà bao túi chai rất là ngon. À, đúng rồi, mà giờ bà chết rồi. Bà lâu lắm ở bên Bến Tre. Dạ. Nhưng mà giờ bây giờ bên Bến Tre luôn. Dạ. Nhưng mà bà có nhà đây nhưng mà bán gì xí luôn. Ừ. À,
Tức là khi khi mà em lớn lên rồi á thì lại quên đi cái lý do tại sao người ta dẹp cái cầu này. Nhưng mà anh còn nhớ cái cầu này ngày xưa là một cái cầu sắt. Đúng rồi. Rồi cái ở đây còn dấu tích nào không anh? Còn đây dấu tích là cái móng cầu mình. À vậy hả? Đâu? Móng cầu. Mình đi qua được không? Có đường nào đi qua không? Ở đây là cái móng cầu của mình. Dạ. Móng cầu là xuống ở đây là cái dốc cầu. Dạ đúng rồi. Đây là móng cầu. Dạ. Cái vị trí móng nó nằm đây. À đây. Cái vị trí móng đây. Đây cho em xuống tí xíu ha. Tức là anh ngày xưa cái cầu ở đây á, đây là cái móng cầu nè, cái móng cầu dấu tích vẫn còn nè mọi người, cái móng cầu đó, rồi bắt qua bên đó, dạ bên đây là ba, bắt thẳng qua bên đó luôn, thẳng qua bên đó luôn là bên đó là một khu chợ ăn uống bán đồ các kiểu ở đó. Rồi á là ngày xưa cái cầu ngày đó là có bến đò. Dạ đúng rồi, cái bến đò Hồng Vũ. Đúng rồi, bến đò Hồng Vũ. Bến đò Hồng Vũ thì sau này mới dỡ cầu. Dạ. Như là anh dàn rồi như là ta bắt đầu đấy á, đây là cái vị trí nè. Dạ. Vị trí móng cầu cũ. Anh còn nhớ lý do tại sao mà người ta dỡ cái cầu không? Anh thì anh không có lý do nhà nước mình tại sao dỡ cầu, nhưng mà anh thấy là hồi cấp cái cầu cái chảy mà năm hai thì em thấy này là coi như là anh nhớ vừa xong cái cầu á. Dạ. Và cái cầu này có dỡ, nó mới dỡ. Thế thì lý do là có thể gọi là cái cầu này nó đã quá tuổi. Thì người ta sẽ thì quá tuổi thì nó cũng có quá tuổi. Dạ. Nhưng mà mình cũng biết lý do nào. Dạ. Làm sao mình cũng biết, nhưng mà do nói là tất cái cầu nó chảy là để cho cái lối đi mới. Dạ. Thành ra cái đây là coi như cái diện tích sông mình nó quá hẹp, thành ra cầu không có để thể hiện mà được một cái dòng sông khoảng 100 mét có một cây cầu. Dạ đúng rồi, nó cản trở luôn. Hơi vô lý ha. Thì coi như nhà nước mình chắc mới dỡ bỏ một cây cầu. Dạ. Đó là cái lý do rồi. Đây là mọi người thử hình dung ha, từ bên đó mình đi thẳng qua đây là cái dấu tích cầu vẫn còn ở chỗ này. Cái móng cầu của mình vẫn còn. Dạ. Móng cầu cũng vẫn còn nè. 40 chắc cũng có 100 năm rồi chứ anh hả? Cái cầu này, đó từ nay là 100 năm rồi. Đúng rồi, cái cầu này 1971. Dạ. Cái móng cầu lúc đó còn để ngay đó. Dạ. Thành lập á, xây dựng á. Nhưng mà giờ nó đã rồi. Nó đã bị coi như là nằm dưới mấy cái đó, nghe cái bếp lò để nó nấu từ thiện rồi, lúc mà bị Covid á. Dạ. Đây lên để nó nấu từ thiện á. À. Đó. Tức là cái móng cũ là người ta đã dăng lên nè, trồng lên rồi. Dạ. Cái này trồng lên đây rồi. Dạ. Nhưng mà nó có cái ngày tháng năm sinh của cây cầu người ta cất á. À. Có để luôn, nhưng mà bây giờ đã bị che khuất rồi. Đúng rồi. Tiếc quá ha. Đúng ra á, cái gì cái thì mình cũng phải chừa lại một ít để gọi là kỷ niệm ha. Biết thật. Ok, đi giờ thành phố phát triển mà. Cấp đô thị rồi. Đúng rồi. Phát triển. Không phải khác với rồi. Mọi người ngắm lại một ít kỷ niệm xưa ha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Ở phường 3 còn nhiều lắm, còn nhiều nơi lắm. Cái vị trí của cái bến đò là ngay chỗ đó phải không anh? Đó là chùa ông. Không. Thì ngay chùa ông đi xuống là cái bến đò, cái bến đò Hồng Vũ. Không ơi, bến đò Hồng Vũ nằm ngay đây, đối diện ngay đây. Ở đây hả? Hồng Vũ à, đó. Là ngay chiếc đò chiếc kia nè. Đúng rồi, chiếc đò Quỳnh Mai cũ Tân Sơn ngày xưa đậu bến đò Bình Đại. Dạ. Bây giờ bến đò Bình Đại mình có thể làm mà kè rồi. Dạ. Thì như tạm thời giờ chưa có kè, nó vẫn về đây nó đậu coi như là vẫn là còn là bến đò Hồng Vũ. Dạ. Nó đò vẫn còn hoạt động. Đò chỉ vẫn còn hoạt động. Vẫn chỉ còn có một chiếc đó thôi. Dạ. Lát đác một hai chiếc thôi ha. Đúng rồi. Vẫn đi Bình Đại luôn ha. Đi Tân Sơn Thới Thuận. Dạ. Đại. Dạ. Kỷ niệm nhiều lắm. Hồi xưa em cũng ở đây nè. Rồi buổi chiều á, cái tụi em tối tụi em đi chơi xong á, ghé đây uống cà phê. Đúng rồi. Đó. Ghé cái quán phê ở đây, rồi bên đó là chùa ông. Đúng rồi. Rồi hồi đó thì trước khi mà người ta xây dựng cái bờ kè đó thì ghe tấp nập ở đây nè, người ta buôn bán các thứ luôn. Đúng rồi. Rồi chuyển đồ lên ở đâu á, họ chuyển lên đây. Ở Dòng Chôm. Dạ. Dòng Chôm, Cồn Ốc, đồ miệt Bến Tre rồi. Đến Linh Dung Đồng Tháp đó, là hồi mấy năm đó là coi như là nó đang trưởng thành, bên đó là một cái bến thành lập để có bến chợ trái cây luôn á. Dạ đúng rồi, thành lập luôn. Ừ. Là vào những cái dịp lễ Tết nè, nhất là dịp Tết á. Đó. Lắm. Tiếc quá. Bây giờ còn lại dấu tích đâu, còn kỷ niệm xưa nhiều, chỉ còn có đôi lúc mình
như anh thôi, chứ còn sao nữa là không còn. Tại vì nó đâu có biết gì đâu, biết coi như là cái kỷ niệm như là xưa đâu còn. Như là sống theo thời của... may mắn là gặp được anh là cái thời anh là mấy ít? Anh năm nay 49 tuổi. Thì cũng là 8X rồi. 8X nhưng mà trước em rồi, đầu tiên luôn. Thôi rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều. May mắn là hôm nay đi lang thang lại gặp anh. Rồi, mình tiếp tục ha mọi người. Cảm ơn anh rất nhiều nha. Nói chung thì nếu mà nói hết cái ý ở cái khu vực phường 3 này á, với lại cái cầu mới thì còn nhiều lắm, nói hoài không hết đâu. Mọi người xem và có thể tìm hiểu thêm ở đâu đó, ở những cái kênh của bạn nào đó nó chi tiết hơn. Còn đối với Bảo thì nhiêu đó, Bảo chỉ nhớ được nhiêu đó. Và cũng may mắn là nhờ gặp được anh Tèo. Và nói chung là anh cũng là một nhân chứng rồi. Rồi, cảm ơn anh ha. Bây giờ nhiều khi muốn tìm những cái anh mà tiền bối á. Ở đây mà nếu như mà em có lại đây mà làm tìm những chiếc như đây là trường học Chí Nhân. Trường học cũ. Dạ, trường học Chí Nhân. Trường học Chí Nhân. Là ngày xưa là trường học đó là của người Hoa. Đúng không? Rồi, đúng. Sau này mới người Việt mình và đổi lại trường Quan Hoa Thám. Cái trường Chí Nhân bây giờ Nhân có cũng... có cái nhà nó che lại rồi, mình không có thấy được. Không, bây giờ nó đổi tên rồi. Dạ. Đổi là Quan Hoa Thám. Đó em lại đó em quay lên. Dạ. Ở là trường Hoàng Hoa Thám, trường tiểu học Hoàng Hoa Thám. Rồi em cảm ơn anh, để em chạy ra một ít. Có dịp nào em ghé uống cà phê với anh. Rồi tìm hiểu thêm. Rồi. Bây giờ mình sẽ dòng qua và ghi một ít hình ảnh của cái trường Trí Nhân cũ cho mọi người xem ha. Hiện tại thì ngôi trường Trí Nhân đã đổi tên thành trường Hoàng Hoa Thám rồi. Thì cái ngôi trường này ngày xưa là trường của người Hoa. Đây ha mọi người, đóng cửa rồi. Lúc nãy ở khu cái khúc bờ kè ngoài kia mình nhìn mình thấy được một ít. Rồi mình tiếp tục ha, phường 3 nhiều nơi lắm. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục một cái con hẻm nhỏ ở trong khu vực phường 3. Tức là khu ngay khu chợ cầu mới cũ, chợ cầu mới thì đi ra sẽ đụng đường Học Lạc. Thôi thì video cũng hơi dài rồi ha mọi người. Cái đường Học Lạc thì mình sẽ hẹn mọi người ở cái video tiếp theo đi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở một video tiếp theo. Tiếp theo mình sẽ làm cái đường, mình sẽ đi một ít cái đường phường 3 ha mọi người. Cái đường Học Lạc, đường Học Lạc cũng là một cái đường trọng điểm của Mỹ Tho. Một bên của đường Học Lạc đó, nó chia ra làm một bên là phường 3 và một bên phường 8. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các cô chú, các anh chị trong video tiếp theo nhé. Xin chúc mọi người có một cái xem được một đoạn video hay và nhiều ý nghĩa. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.